Chương 928, không ngã xuống, đến liền tiếp tục chiến. Bác Kỵ trong lòng cảm kích tên thiên thần tu sĩ cuối cùng giúp hắn xuất thủ kia. Nếu không phải thiên thần tu sĩ kia xuất thủ, cứ việc đối phương chỉ còn một cái tên sau cùng thiên thần tu sĩ, mang nhiều như vậy dục thần hắn chiến tử là một chuyện, chỉ sợ hắn rốt cuộc khó mà giết được càng nhiều dục thần tu sĩ. Cuối cùng thiên thần tu sĩ kia nói là bị hắn sinh tử luân xử lý còn không bằng bị cái tên thiên thần tu sĩ kia xử lý. Đối với Máu Kỵ tới nói, đừng bảo đưa ra thần niệm tiến ý thủ đoạn tu luyện, liền xem như đưa ra thất giới chỉ hắn cũng nguyện ý. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, nhìn chằm chằm Máu Kỵ cùng hơn 30 tên dục thần tu sĩ, 5 tên thiên thần tu sĩ đều chết. Cứ việc đều là chết tại dưới tính toán của Máu Kỵ, nhưng bây giờ không có người nào dám xem thường Máu Kỵ. Bây giờ Máu Kỵ một người đối với hơn 30 dục thần tu sĩ, tăng thêm Máu Kỵ trọng thương, trận chiến này hưu chết về tay ai thật khó nào đoán trước. Động thủ, hắn mạnh hơn chỉ có một người. Thang Vô Trận nghiêm nghị quát, tế ra chính mình vũ trụ tinh không. Tại còn trong thiên thần tu sĩ thời điểm, Thang Vô Trận không cần ra mặt, có thiên thần tu sĩ ra mặt. Hiện tại hai cái đại tông môn chỗ này thiên thần tu sĩ đều bị Máu Kỵ ám toán, hắn chỉ có thể đứng ra. Máu Kỵ càng một câu không có, ngũ hành tuyến hóa thành 5 cái đạo sát mang cuốn về một người đồng dạng trong đó. Trường kích lại một lần nữa hóa thành đầy trời kích mang, cùng là ẩn lạc trận văn dung hợp thành một cái lâm thời khốn sát trận. Liên miên tiếng sấm trong kích mang rơi xuống, từng đạo trường hà cùng với hư không thỉnh thoảng rơi xuống. Dưới mỗi một đạo trường hà đều sẽ có một số người tu sĩ bị oanh diệt. Mỗi một lần ngũ hành tuyến cuồn cuộn cuốn tới, giống nhau có một người tu sĩ bị rào sát. Giữa khắc này Máu Kỵ đồng dạng thiêu đốt sinh mệnh của mình xuất thủ, mà bị Máu Kỵ cuốn tới trong khốn sát trận, 30 cái tên dục thần tu sĩ đều đồng dạng liều mạng công kích Máu Kỵ, xương cốt gãy đứt, thanh ngầm thê lương không ngừng truyền ra trong ngũ hành tuyến, không gian huyết vụ lộ tung, pháp bảo quang mang tung hoành, nguyên khí oanh minh không thôi. Đồng dạng Máu Kỵ loại giết chóc này không phòng thủ, để cho hắn giết một người liền gia tăng mấy cái đạo, thậm chí mười mấy đạo vết thương. Đây là tông môn ở giữa ân oán, dù là hắn biết Thiên Phàm Tông rất nhiều sẽ bị diệt, lúc này vẫn không có người nào xen vào việc của người khác. Máu Kỵ này thật mạnh, chẳng lẽ là thiên thần tu sĩ? Trong tu sĩ xem như có người chấn kinh nói, khẳng định không phải. Tạo lên thần cách tu sĩ vừa nhìn liền biết Máu Kỵ nhiều nhất là dục thần hậu kỳ. Hắn Thiên Phàm Tông công pháp tu luyện được cũng không hiện ra đạo vận, cho nên chúng ta nhìn hắn giống như là dục thần sơ kỳ. Các người đều nhìn lầm, Máu Kỵ kia tuyệt đối là dục thần sơ kỳ, cũng không phải là dục thần hậu kỳ. Trong những người nghị luận một cái rất khẳng định, thanh âm truyền tới, không có người hoài nghi với câu nói này, bởi vì người nói là Lâm Phượng. Đây là Phong Xuyên đạo môn đỉnh cấp thiên tài tu sĩ, thiên thần tầng 5, coi như là ẩn nấp tu vị, trong mắt hắn cũng là muốn hiện ra. Đó là bởi vì Lâm Phượng có một cái linh nhãn, hắn linh nhãn có thể khám phá bất luận cái gì ẩn nấp tu vị. Tại trong đám người này, lo lắng duy nhất chỉ sợ có Khúc Du một người. Khúc Du tại khi thấy Máu Kỵ xuất ra ngũ hành tuyến thời điểm, liền biết Máu Kỵ là vì nàng muốn tìm người kia, liền tưởng người trước đó Cửu Diễn Thần Tông nói Máu Kỵ có được nhiều mai tiến vào Phù Hóa Thần Vực sao sánh ngạch. Làng càng khẳng định Máu Kỵ chính là người cứu nàng, mà lại Máu Kỵ có thực lực này, thực lực so với làng tưởng tượng càng muốn lợi hại hơn. Máu Kỵ liền sát 5 tên thiên thần, hiện tại mấy chục tên dục thần tu sĩ hỗn chiến thành một đoàn, có thể tại dưới đáy thần vực sao hải vận dụng thần niệm có gì hiếm lạ. Nàng kích động đồng thời cũng lo lắng, nếu như không phải dính tới tông môn chi tranh, nàng cũng không nói chừng đều muốn xông lên hỗ trợ. Nội tâm của nàng rất rõ ràng, mình không lên xông lên, nàng xông lên đơn giản là sự tình càng thêm phức tạp. Nàng thế nhưng là Vong Xuyên đạo môn đệ tử hạch tâm, hiện tại Thiên Phạm Tông cùng Cửu Diễn Thần Tông, Loan Hồn Thần Phủ đệ tử liều mạng, nàng xông lên. Xông đến vậy là đại biểu cho Vong Xuyên đạo môn ý tứ. Theo càng nhiều hai bên tông môn tu sĩ bị Máu Kỵ chém giết, Máu Kỵ vết thương trên người càng lúc càng nhiều. Trong thức hải quán mơ hồ màu tím, thức hải đều cơ hồ có là cô quạnh, ý thức đều có chút bắt đầu mơ hồ, không ngừng thiêu đốt tinh huyết để cho tóc hắn có chút xám lại. Hắn y nguyên không quan tâm, điên cuồng đem một cái loại một thanh lại hai thanh đan dược nuốt vào, một cái loại đạo thần thông bổ đi ra. Lúc này hắn ngoại trừ giết chóc hay là giết chóc, dù hắn thân thể hậu kỳ luyện thể, tại dưới loại tình huống liều mạng giết người không ngừng không phòng ngự này cũng là có chút kiên trì không nổi. Đừng bảo là bộ ngực hắn lúc đầu là một lỗ máu, chính là cả người hắn xương cốt khắp nơi có thể thấy. Một cái chân bị một cái tên dục thần tu sĩ dùng bảo quang mang cắt đứt, một cái đầu cánh tay bị người ta dùng pháp bảo lộ tan mở. Lúc này Máu Kỵ căn bản không có xem như là một người hoàn chỉnh, nhưng mà hắn thật giống như là một người điên, y nguyên không phòng ngự, mỗi lần công kích đều thu hoạch đi một đầu sinh mệnh. Như hắn không phải là thần thể hậu kỳ, không phải có sinh cơ lạc,
không có bố trí một cái khốn sát trận, mấy cái mà có kỵ cũng bị giết. Hắn lỏ mạnh hết đà, mọi người không cần từng người tự chiến. Thang vô trận cảm giác được bọn hắn cùng máu kỵ có khoảng cách. Khoảng cách kia không có đà tới máu kỵ một người giết mấy chục người tình trạng, bọn hắn sớm chính là sách lược hoàn toàn sai lầm. Tại máu kỵ sớm bố trí khốn sát trận phía dưới, không nên từng người tự chiến. Nếu như bọn hắn có thể trật tự cùng với cấp độ liên thủ, chính là mấy cái máu kỵ cũng bị hắn xử lý. Thang vô trận câu nói này cũng là chưa nói hết. Hắn trông thấy bên người vậy là chỉ còn lại 4 người. Hay là đã chậm, 4 người như thế nào hình thành hữu hiệu cấp độ công kích? Máu kỵ cảm giác được ý thức của mình từng mảnh hỗn loạn, thậm chí trước mắt thang vô trận cũng thay đổi thành hai cái mơ hồ bóng người. Phốc, một cái tên loan hồn thần phủ tu sĩ, một cái đạo nhiệt mang trực tiếp phá vỡ máu kỵ bụng dưới, thậm chí ruột đều bị mang ra ngoài, chỉ có một cái chân máu kỵ đứng không vững, ngã trên mặt đất. Máu kỵ y nguyên thật giống như là không thấy mấy cái đồng dạng, hắn biết mình rốt cuộc không kiên trì được bao lâu. Hắn hạ phẩm thần khí trường kích, đồng dạng rạch ra đối phương mi tâm, thê thảm đại chiến để cho xung quanh người đều hoảng sợ run. Máu kỵ này đến cùng là cái gì? Đơn giản chính là điên cuồng đánh không chết thạch đầu nhân. Đám người này chỉ có thể thấy từng đạo máu tươi đi từ cơ thể máu kỵ biểu lộ ra, chỉ có thể thấy máu kỵ trên người từng đoạn xương cốt đứt gãy. Dù là cùng máu kỵ bị mười ta oanh ngã trên đất, không có trông thấy hắn bị giết chóc đình chỉ hoặc là nhận mệnh. Có lẽ chỉ có đem hắn triệt để đánh sập xuống dưới, rốt cuộc đứng dậy không được, trận huyết chiến này mới xem như là kết thúc. Dục thần quả thanh thục, một cái kinh hỉ thanh âm truyền tới, đồng thời càng thêm thấm vào ruột gan mùi thơm thẩm thấu mỗi người trên thân. Giờ khắc này tất cả mọi người xông về dục thần quả cây, điên cuồng cướp dục thần quả. Bị dục thanh quả mùi thơm xâm nhập, máu kỵ tinh thần phấn chấn, thanh tỉnh ngắn ngủi để cho hắn không chút do dự tự bạo chính mình hư không trận văn khốn sát trận. Rầm rầm, máu kỵ khốn sát trận vốn là cấp bậc rất thấp, nhưng chỉ còn lại 3 người đều là vết thương chồng chất, khốn sát trận bạo liệt đồng thời, báo kịch cơ hồi thi triển ra còn sót lại lực lượng một quyền đánh về. Bên người một tên dục thần tầng 6 tu sĩ, tên dục thần tầng 6 này rõ ràng thấy mà có kỵ nắm đấm oanh tới, hắn cũng không cách nào né tránh. Bành, huyết vụ lổ tung, máu kỵ trước mắt từng đợt kim tinh xuất hiện, trong đầu hắn chỉ còn lại mơ hồ, thậm chí ý thức đều tán loạn. Máu kỵ lương tựa chỉ theo sót lại thần niệm nắm mình chân gãy, thi triển phong độn thuật. Xung quanh một đống chiếc nhẫn, hắn một cái đều không có muốn. Không phải hắn không cần, hắn căn bản là không dám muốn. Đừng nhìn rất nhiều người như vậy một mực không tham gia đại chiến, ngoại trừ không muốn tham gia thiên phàm tông cùng loan hồn thần phủ cửu diễn thần tông ân oán bên ngoài, còn có chính là chờ máu kỵ giết sạch tất cả cửu diễn thần tông loan hồn thần phủ tu sĩ, sau đó gia nhập cướp đoạt chiếc nhẫn tịnh yến. Nếu như là cửu diễn thần tông cùng loan hồn thần phủ còn có người còn sống, bọn hắn liền cướp đoạt chiếc nhẫn. Đây cũng không phải ý tốt. Phong độn thuật vừa thi triển, máu kỵ biến mất tại chỗ. Thực sự bởi vì máu kỵ phong độn thuật quá mức cường đại, tăng thêm hắn sau khi đi không hề động tới một chiến lợi phẩm chiếc nhẫn, còn có dục thần quả thành thục các loại nhân tố. Tại máu kỵ bỏ chạy về sau, nơi này cơ hồ tất cả mọi người gia nhập cướp đoạt dục thần quả cùng với chiếc nhẫn. Nếu như máu kỵ sức chiến đấu biểu hiện không phải trước đó khủng bố như vậy mà nói, vậy máu kỵ bỏ chạy về sau xác định vững chắc có người theo sau. Hiện tại máu kỵ một người giải quyết 5 cái thiên thần, cửu diễn thần tông cùng loan hồn thần phủ đệ tử cũng là cơ hồ bị máu kỵ giết sạch, vậy ai nguyện ý đuổi theo giết máu quốc kỵ? Điền xem như không có những người này từ bỏ nơi này, dục thần quả cùng chiếc nhẫn đuổi theo giết còn không có thể không đuổi tới máu quốc kỵ, càng là không có người đi làm. Máu kỵ trước kia cũng không có nói qua biết không gian huyết độn, chỉ có một người khúc du không cấp dục thần quả cũng không cấp chiếc nhẫn, mà là đi theo máu kỵ rời đi phương hướng độn tới. Nàng một mực chú ý máu kỵ, làng khẳng định máu kỵ trọng thương sắp vẫn lạc tình trạng. Nếu như trên đường máu kỵ gặp người phát hiện, rất có thể là một đường chết. Máu kỵ được cứu làng nhiều lần, nàng hy vọng chính mình có thể giúp máu kỵ một chút. Nếu như đuổi không kịp máu kỵ, vậy tốt hơn nói rõ máu kỵ chạy đi. Chương 929, phòng độn đốn ngộ. Nguyên bản phong độn thuật đối với máu quốc kỵ tới nói tiêu hao cơ hồ là có thể không tính, nhưng mà bây giờ hắn tại không gian thời điểm cũng có cảm giác được ý thức mình dần dần xa rời. Hắn chính là sinh cơ lạc cũng bắt đầu chậm chạp lại, không thể độn đi. Đây là máu kỵ ý niệm duy nhất, hắn trước tiên liền muốn tiến vào bất hủ giới. Trong bất hủ giới có đại hoàng cùng suy hoa, khẳng định có thể giúp hắn hảo hảo lấy cái loại nhục thân tu luyện tới thần thể hậu kỳ này. Nếu như không thể tiếp cái chân gãy, vậy đối với hắn tương lai mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Chít, hắn đầu lại nhục thân cường độ liền muốn thấp hơn mấy cái đẳng cấp.
trừ khi hắn có thể tìm thấy đỉnh cấp thiên tài địa bảo chữa trị. Trên thực tế, vô luận là tại tu chân giới hay là tiên giới, Mã Kỵ đều rõ ràng đỉnh cấp thiên tài địa bảo cỡ nào khó tìm được. Thường thế quá lặng, Mã Kỵ tiến vào bất hủ giới, đồng thời thế giới lạc lại là một cái tia nhất thời chậm lại. Vẹn vẹn một tia nhất thời chậm lại, Mã Kỵ ý thức liền triệt để bắt đầu mơ hồ. Trong lòng hắn loáng thoáng tràn đầy một cái tia tuyệt vọng. Hắn biết mình xong đời. Rơi vào địa phương này, liền xem như không có yêu thú, ngang qua tu sĩ đại bộ phận sẽ đem hắn giết, lấy đi chiếc nhẫn quán. Để Cúc Du không nghĩ tới, nàng vẹn vẹn thoát mấy ngàn dặm chi địa đã thấy nằm trên mặt đất, không có cảm giác Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ trần gãy ném sang một bên, hắn ngay cả chữa thương cho mình cơ hội đều không có, có thể thấy được thương thế nặng bao nhiêu. Cúc Du khẩn trương, mấy ngàn dặm địa phương thần niệm đều có thể quét một cái tới. Nếu như có người thần niệm quét tới đây, vậy Mã Kỵ hẳn chết không nghi ngờ. Nàng suốt cuộc không có nghĩ được nhiều như vậy, tiến lên ôm lấy Mã Quốc Kỵ. Chờ một chút, một cái thanh âm đột ngột truyền tới, bóng người nhanh chóng lao đến. Cúc Du thấy là một cái tên loan hồn thần phủ đệ tử. Tên đệ tử này có lẽ còn không biết Mã Kỵ giết mấy chục cái tên loan hồn thần phủ thiên thần cùng dục thần đệ tử. Bất quá Cúc Du thế nhưng là biết Mã Quốc Kỵ cùng loan hồn thần phủ có thù, làng càng là vượt lên trước một bước, trực tiếp cuốn đến Mã Kỵ chân gãy, đưa tay bóp nát một viên phù lục, chớp mắt đi xa. Giết ta loan hồn thần phủ nhiều như vậy còn có muốn chạy? Tên đệ tử loan hồn thần phủ này trong mắt toát lên hung mang, trực tiếp bắn ra một đạo tín hiệu phù, sau đó cấp tốc xông về phía Khúc Du biến mất phương hướng. Tất cả loan hồn thần phủ đệ tử nhận được Mã Kỵ giết chóc loan hồn thần phủ đệ tử tín hiệu, hắn đồng dạng cũng là chạy đến chợ quyền, không nghĩ tới giữa đường trông thấy muốn chạy trốn Mã Quốc Kỵ. Mấy chục cái hô hấp về sau, Khúc Du rơi vào ở khe núi. Nàng trước tiên giúp Mã Quốc Kỵ lối liền cái chân, đồng thời cầm ra mấy viên đan dược chữa thương đưa vào trong miệng Mã Quốc Kỵ. Trước đó, Mã Kỵ loại tình cảnh này đánh không chết tiểu cường kia, để cho nàng khẳng định Mã Quốc Kỵ là luyện thể tu sĩ. Một cái luyện thể tu sĩ nhục thân như thế là phi thường chân quý. Một khi chờ Mã Kỵ chân gãy mất đi sinh cơ, việc này đối với Mã Quốc Kỵ thực lực là hạ xuống một cái cấp bậc, cho nên làng trước tiên là trợ giúp Mã Kỵ lối liền chân. Khúc Du xuất ra Tử Vong Xuyên Đạo Môn, trên người đan dược chữa thương thậm chí so với Tử Phong Sư Huynh Vũ Lương còn tốt hơn một hai cái đẳng cấp. Mã Kỵ ý niệm rất nhanh liền lần nữa trở về trong thức hải. Một khi có chi giác, Mã Kỵ sinh cơ lạc ra tốc vận chuyển, tại sinh cơ lạc lôi kéo còn lại 107 đầu mạch lạc liền hợp với sinh cơ lạc thành một cái lớn chữa thương chu thiên. Khúc Du kinh dị không thôi nhìn Mã Quốc Kỵ, làng tiếp một lần điều tiên thấy tu sĩ chính mình chữa thương cường đại như thế. Mã Quốc Kỵ sinh khí lấy mắt thường có thể lớn mạnh tốc độ. Mã Quốc Kỵ miễn cưỡng mở mắt, trông thấy Khúc Du cứu hắn về sau, lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Khúc Du nữ nhân này là Vòng Xuyên Đạo Môn, Mã Quốc Kỵ đối với nàng ấn tượng không tệ, cứu được nàng hai lần, tạ ơn. Mã Kỵ mới nói hai chữ tạ ơn về sau, cảm giác một loại cực độ nguy cơ đang nhanh chóng tới gần. Khúc Du thấy Mã Kỵ mở mắt, lòng vui sướng đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thấy Mã Kỵ trong mắt lộ cực độ lo lắng, mau trốn, trốn càng nhanh càng tốt. Vội vàng sau khi nói xong, Mã Kỵ dứt khoát nhắm mắt lại, điên cuồng vận chuyển sinh cơ lạc, đồng thời thế giới lạc trao đổi với Hồng Mông sinh tức trong bất hủ giới. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất để mình khôi phục đứng dậy. Khúc Du ngây người một lúc, lập tức liền mang theo Mã Kỵ từ chỗ đó bỏ chạy. Mã Kỵ thực lực khẳng định số lạc mạnh hơn, mà lại là Mã Kỵ phi thường thần bí, cứ việc nàng không có cảm giác nguy hiểm, nàng tin tưởng Mã Kỵ cũng không nói mò. Sau lửa canh giờ, Khúc Du sắc mặt thay đổi đứng lên, phía sau nguy hiểm nàng cũng thấy, có người đang đuổi giết nàng cùng Mã Quốc Kỵ. Làng độn phù chỉ là một cái tấm, hiện tại nàng tốc độ căn bản không cách nào thoát khỏi cái lũ truy binh phía sau. Cùng một thời gian, nàng vậy mà cảm nhận được Mã Kỵ trong thân thể một loại hồng hạo khí tức. Loại khí thức này thậm chí ẩn chứa một loại khai thiên tích địa quy tắc trong đó. Mã Kỵ câu thông thế giới lạc, dưới tình huống bình thường người khác không cảm nhận được. Hiện tại Khúc Du ôm Mã Kỵ, nàng tự nhiên cảm nhận được Mã Kỵ đang câu thông tới Hồng Mông sinh tức. Giờ phút này Khúc Du không cách nào cố kỵ Mã Kỵ khí thức trên thân, nàng không nhanh chóng đào tẩu đuổi theo người khẳng định giết chết nàng cùng Mã Kỵ, lại lửa nén hương về sau Khúc Du thần niệm thậm chí có thể quét sau loáng thoáng bóng dáng. Nội tâm nàng càng lo lắng, phải làm gì? Khúc Du rất ít khi gặp cái loại chuyện nguy hiểm này, đem ta buông ra. Tại Khúc Du lo lắng vạn phần thời điểm, nàng lần nữa nghe Mã Quốc Kỵ. Không được, đuổi theo sau hẳn là loan hồn thần phú cương giả.
có thiên thần cường giả trong đó, dù chỉ là một cái thiên thần tầng 1 cũng không phải người có thể đối phó. Khúc Su không một chút do dự cự tuyệt Ma Quốc Kỵ đề nghị. Hư, một đạo phá vỡ không gian tiến mang bắn ra từ phía sau, cường đại không gian khóa chặt khí tức để Khúc Du căn bản không thể nào tránh đi. Phốc, một đạo huyết tiễn từ trước ngực Khúc Du xuyên qua, mang theo một cái bồng máu tươi. Máu tươi vẩy vào máu kỵ trên mặt, mang theo một loại ấm áp cùng tuyệt vọng. Tại cái loại tiễn trường này, Khúc Du lĩnh vực giống như là hư vô, là loan hồn thân phủ thiên thần bốn gã cường giả ngạn năng. Người này còn có một cái ngoại hiệu gọi là Tiễn Vũ. Hắn là một cái thanh trung phẩm thân khí Tiễn Vũ Cung. Khúc Du lời nói một dạng tràn đầy tuyệt vọng. Nếu như người khác đuổi theo, có lẽ nàng sẽ là liều mạng một chút. Thế nhưng ngạn năng tới, nàng nửa điểm cơ hội đều không có. Báo kỵ hét dài lớn một tiếng từ trong tay Khúc Du rơi trên mặt đất. Cứ việc sinh cơ là cực kỳ cường hãn, hắn y nguyên có một loại toàn thân muốn tan ra thành từng mảnh cảm giác. Giữa phút này, đừng dùng thần niệm. Báo kỵ ánh mắt trông thấy phía sau đuổi theo loan hồn thần phủ cường giả ngạn năng. Ngạn năng trong tay nắm một cái thanh trường cung màu xám, một mũi tên dài lần nữa quát lên trên trường cung màu xám. Thật có lỗi, người cứu ta hai lần, ta một lần cũng không thể cứu ngươi. Khúc Du trong mắt một tia áy náy, nàng cảm thấy mình rất vô dụng. Ma Quốc Kỵ một người giết Cửu Diễn Thần Tông cùng loan hồn thần phủ 40-50 tên tu sĩ, nàng tại dưới một tên thiên thần tu sĩ đảo tàu cũng không được. Ma Quốc Kỵ thấy Khúc Du ngực lỗ máu, liền là vừa rồi một tiễn bắn ra, hắn biết dù là hắn muốn Khúc Du lấy lại danh dự hiện tại cũng không được. Liều mạng cũng muốn chết là hai việc khác nhau. Hiện tại dừng lại cùng với thiên thần tu sĩ kia chiến đấu, đây không phải là liều mạng mà là muốn chết. Liên tục giết Cửu Diễn Thần Tông cùng loan hồn thần phủ gần 50 tên đệ tử, Ma Quốc Kỵ lòng tích tụ chi khí đã rời khỏi một lửa, thu lại một chút lợi nho nhỏ, thở trở về. Hiện tại hắn muốn không phải là tiếp tục xuất khí, mà là chuẩn bị tương lai trở về báo thù. Ma Quốc Kỵ trở tay vừa kéo đem Khúc Du ôm vào ngực. Người làm gì tranh thủ thời gian buông ta xuống? Khúc Du trong lòng giật mình, loại tuyệt vọng hóa thành bi phẫn kia nàng thực nghi không xa. Ma Quốc Kỵ lại là vô sĩ như vậy, một người đều ở thời điểm này còn muốn chiếm tiện nghi của nàng. Phốc, Ma Quốc Kỵ thương thế vốn rất nặng, khoảng cách khôi phục rất xa. Khúc Du quằn quại, hắn một bên ngụm máu tươi phun ra. Ma Quốc Kỵ vốn trắng bệch như tờ giấy, trên mặt càng thêm lộ ra tái nhợt. Khúc Du thở dài, không có tiếp tục giãy giụa, dù sao tất cả đều chết, giãy giụa có lợi ích gì? Tốt xấu đối phương cứu mình hai lần, lấy mạng trả lại cho hắn là gì? Ma Quốc Kỵ cũng là phát ra phong độn, một sợi gió nhẹ tại Ma Quốc Kỵ quanh người quét tới, cơ hồ đồng thời ngạn năng mũi tên bắn ra. Tử vong khóa mặc chặt Ma Quốc Kỵ, trong nháy mắt Ma Quốc Kỵ bỗng nhiên có một loại đốn ngộ, thân hình của hắn có chút bãi xuống, thế nhưng từ cái chỗ trực tiếp biến mất không thấy gì, mà là quy tắc trong không gian không có lửa điểm biến động. Oanh, trường tiễn xuyên qua Ma Quốc Kỵ chỗ phương vị, đem Ma Quốc Kỵ bóng dáng vỡ ra. Ngạn năng đã là rơi vào Ma Quốc Kỵ biến mất địa phương, hắn kinh ngạc nhìn Ma Quốc Kỵ biến mất địa phương, vậy mà tìm không được Ma Quốc Kỵ rời đi. Đây là thủ đoạn gì? Ngạn năng tự lẩm bẩm trong lòng cực kỳ chấn động. Không gian tuấn di thủ đoạn hắn cũng từng chứng kiến, đích xác là đại thần thông, nhưng là có thể tuấn di bao xa, đó là căn cứ mọi người đối với không gian quy tắc cảm ngộ mạnh yếu, tu vị mạnh yếu, vô luận thế nào có một cái đầu cũng là vô pháp cải biến. Đó chính là chỉ cần không gian tuấn di liền có không gian quy tắc ba động, mà vừa rồi máu kỵ rời đi không có lửa điểm không gian quy tắc ba động, để hắn tìm không thấy lửa điểm rời đi mánh khóe, cái này khiến cho hắn thế nào đuổi theo giết. Chương 930, không đường có thể đi. Máu kỵ kích động không thôi, cứ việc lần này kém chút nữa bị xử lý, hắn thế mà sống chết trước mắt lĩnh ngộ chân chính phong di, để cho hắn phong độ thuật triệt để bước vào cấp độ thứ 3. Phong di đó là chỉ cần có gió địa phương đến có thể thuấn di qua. Thuấn di xa gần hoàn toàn quyết định tại bởi vì thi triển phong di thần thông ý nguyện cùng tu vị. Báo kỵ sớm cảm ngộ tới phong độ thuật có 5 tầng cảnh giới. Năm đó tấn cấp tiên vương thời điểm hắn phong độ thuật cũng vượt qua vô hình chi phong, tấn nhập cảnh giới thứ 3 phong di cấp độ. Bất quá vô luận hắn thế nào phong di đều nhất định có quỹ tích mà theo. Nói cách khác, hắn phong di là có không gian tuấn di quy tắc trong đó, cứ việc rời đi người khác vẫn có thể tìm được vết tích, sau đó cùng tìm tới. Hiện tại Mã Kỵ mới chính thức mình ngộ đến, lúc trước hắn phong di chỉ là ban sơ hình thức ban đầu, cho tới hôm nay hắn mới hoàn toàn cảm ngộ đến chân chính phong di.
chân chính vong di cùng với không gian quy tắc không hề có quan hệ, chỉ cùng trong không gian phong nguyên tố có quan hệ. Hắn trong này phong di về sau có thể mượn nhờ phong nguyên tố biến mất, bước vào kế tiếp trong không gian có phong nguyên tố, trừ khi đối với phong nguyên tố hiểu rõ cực kỳ tinh thâm, hoặc là tu luyện phong nguyên tố, muốn bắt được Ma Quốc Kỵ phong di quy tích cơ hồ là khả năng không lớn. Ma Quốc Kỵ cũng rõ ràng hiện tại hắn nắm trong tay chân chính phong di thần thông, về sau trừ khi là tu vị vượt qua hắn rất nhiều cường giả, bằng không mà nói đừng nghĩ đến vây giết hắn. Ban đầu ở tu chân giới, hắn bị vô số tu sĩ vây công, về sau hay là Sầm Thừa thiêu đốt sinh mệnh mang hắn đi, hiện tại chỉ cần hắn cẩn thận một chút, muốn vây công hắn chính là rất khó. Nghĩ đến Sầm Thừa, Máu Kỵ trong lòng chính là một loại tưởng niệm cùng không bỏ. Năm đó hắn cùng Sầm Thừa tại Ngưng Hồn Tiên Quỳnh chỉ từ biệt về sau, rốt cuộc chưa từng thấy. Thu thập tâm tình, Máu Kỵ liên tiếp phong di mấy lần, tại vững tin người phía sau rốt cuộc không có thể kịp tới, lúc này buông xuống khúc su. Hắn vừa mới khôi phục một chút nguyên khí, lần nữa bị tiêu hao sạch sẽ. Khúc Du tranh thủ thời gian xuất ra mấy cái đan dược đưa Ma Quốc Kỵ, áy náy nói: "Mặc Du huynh, ta trước đó hiểu lầm người, thật xin lỗi." Khúc Du trong miệng nói lời khách khí, thế nhưng nội tâm nàng là xung động tới cực điểm. Báo Kỵ giới trọng thương như thế có thể mang theo nàng chạy khỏi ngạn năng truy sát, cái này có bao nhiêu là không hợp tối thường. Ma Quốc Kỵ cho nàng cái cảm giác chính là tựa hồ chỉ cần còn một hơi liền không có người nào cản được hắn. "Cảm ơn người Khúc sư tỷ, người cứu ta một mạng." Ma Quốc Kỵ tiếp nhận được đan dược sau khi nuốt vào rất chân thành cảm tạ. Nếu như không phải Khúc Du, Ma Quốc Kỵ biết hắn xác định vững chắc không còn mệnh. Khúc Du vội nói: "Mạc sư huynh, tu vị người cao hơn ta, vẫn gọi ta là sư muội đi. Muốn nói cứu cũng là người cứu ta, nếu như không phải ngươi nói thế giới này sớm không còn ta Khúc Du." Ma Quốc Kỵ không có tiếp tục giải thích mà hỏi: "Khúc sư tỷ, ta cần tìm kiếm địa phương chữa thương, thương thế của người có nặng lắm không?" Khúc Du lắc đầu: "Thương thế của ta không nặng, đã hồi phục. Chỉ là người bây giờ tình huống..." Khúc Du lúc đầu muốn nói Mặc Kỵ tình huống hiện tại tồi tệ, về sau nghĩ tới nàng hay là Mặc Kỵ cứu xa, một câu đến miệng ngạnh sinh nuốt xuống. Mặc Kỵ biết ngạn nàng mũi tên kia dù có quán xuyên ngực Khúc Du, nhưng đối với một cái dục thần vi mãng cường giả tới nói, cái này xác thực không tính trọng thương. Hẳn là lúc ấy ngạn nàng không muốn giết Khúc Du, hoặc là không dám giết Khúc Du, mới là dùng cái tên bức ngừng Khúc Du. Ngạn năng cũng không nghĩ tới hắn đột nhiên đốn ngộ chân chính phong di, rốt cuộc đuổi không kịp. "Ta phải đi, tương lai đoán chừng không xuất hiện. Còn có, nếu là người gặp ta Thiên Phẩm Tông đệ tử, nói cho bọn hắn một chút, không nên tùy tiện lộ diện." Báo Kỵ thở dài một tiếng rồi nói: "Hắn giết chết Cửu Diễn Thần Tông cùng Loan Hồn Thuần Phủ, mấy chục đệ tử thiên tài còn có thể xuất hiện mới là quái sự. Có thể đến vào chỗ này đệ tử hiển nhiên đều là tông môn trọng điểm bồi dưỡng, hắn một lần xử lý nhiều như vậy, chỉ cần lộ diện một cái lập tức liền bị cường giả tuyệt đỉnh chạy tới giết chết." Mạc Kỵ không thể không thở dài, hắn tận lực thu liễm tính tình mình, không có cùng với đại tông môn nổi xung đột. Thật giống như lúc trước hắn ngăn chặn Thang Vô Trận, cũng không có tổn thương Thang Vô Trận một sạn. Không phải hắn sợ Thang Vô Trận, hắn là thật hy vọng hảo hảo tu luyện, đừng gây chuyện trên thân. Làm sao hắn đạp vào tu luyện về sau nhất định là một cái đầu bụi gai chi lộ. Dù hắn lại tu liễm chính mình, cuối cùng vẫn phải chọc hai cái tông phái, kết quả liền sát Cổ Diễn Thần Tông cùng Loan Hồn Thần Phủ gần 50 tên đệ tử thiên tài. Sau chuyện này, Mạc Kỵ liền biết thần vực không còn chỗ cho hắn sống yên ổn. Dù hắn một mực lưu tại trong thần vực sau nơi này, cũng chỉ là trì hoãn thời gian một chút, bị hai tông môn cường giả này bắt tới mà thôi. Nhìn Máu Kỵ toàn thân trên dưới cơ hồ không còn một khối thịt, lạnh lặn, trên mặt cũng là vết thương chồng chất, xương cốt y nguyên có thể thấy rõ ràng, huyết thị còn tại nhỏ xuống. Khúc Du lòng nhiều hơn một loại tan nát, đây làm vì Máu Quốc Kỵ mà thành. Chuyện này từ đầu đến cuối nàng phi tưởng rõ ràng chuyện gì xảy ra, nàng không thể nói Máu Kỵ xúc động hoặc là nói Máu Kỵ làm không đúng. Đổi thành nàng, có lẽ nàng chỉ có thể lùi bước hoặc là chờ lấy bị giết. Máu Kỵ hiển nhiên không phải hạng người dễ dàng có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ kia, cho nên mới bạo phát ra trước đó cái loại đại chiến thê thảm kia. Nàng càng rõ ràng hơn Máu Kỵ tương lai tình cảnh. Đừng nhìn Máu Kỵ có một cái môn độn thuật, thực tế chờ thần vực sao cái này triệt để mở ra, về sau Máu Kỵ ngoại trừ chờ chết có thể làm được thế nào? Thần vực lại lớn, hắn
cũng là cuối cùng có một ngày bị người ta bắt được. Người dự định đi chỗ nào? Khúc Dù không nhịn được hỏi một câu. Mã Kỵ lắc đầu, ngữ khí mang theo cái tia mờ mịt nói: "Ta thật không biết." Hắn là thật không biết. Hắn lấy hiện tại tốc độ tu luyện này, xem như là trong thần vực sao? Tránh né một vạn năm, chỉ sợ tu vị thằng cũng là có hạn. Thời gian vạn năm, thần vực sao này sớm đã hóa thành mọi người thường tới địa phương. Lúc này hắn mà coi kỵ, có thể tiếp tục lưu ở nơi này sao? Khúc Xu cắn môi nói: "Mỗi hơn 10 vạn năm, tịch diệt hải sẽ xuất hiện một cái đầu thanh hải đạo. Thanh hải đạo trong lúc xuất hiện có 100 năm lâu. Nếu như người có thể từ thanh hải đạo thông qua tịch diệt hải tiến về thần lục, cũng không lại sợ Cổ Diễn Thần Tông cùng Loan Hồn Thần Phủ." Mạo Kỵ ngơ ngác nhìn Khúc Xu: "Cái gì là tịch diệt hải? Thần lục là thần vực phương hướng nào?" Lần này tới phiên Khúc Xu kinh ngạc một hồi, làng mới không dám tin tưởng nói: "Người không biết thần lục cùng tịch diệt hải?" Mạo Kỵ lắc đầu: "Ta làm kẻ tán tu, trước đây không lâu mới bị Thiên Phạm Tông thu làm môn hạ, cho nên Thiên Phạm Tông chính là nhà ta. Thiên Phạm Tông không có, ta cũng không còn đi điện phương." Khúc Xu lòng nhiều hơn là một loại nhu hòa. Nàng cho tới giờ không phải là hơn một người sầu thiện cảm, cũng không phải là một người giỏi về thương hại người khác. Có lẽ nàng cho tới bây giờ không hiểu rõ người khác sinh hoạt. Tính mạng của nàng chỉ có thể trên con đường tu luyện, cái khác đều là vì con đường tu luyện mà tồn tại. Nàng ôn nhu nói: "Người biết chúng ta vì sao cái này không gọi là thần giới mà kêu gọi là thần vực sao?" Không đợi Mạo Kỵ trả lời, nàng liền giải thích: "Nguyên này, nơi này cũng là kêu thần giới. Nghe nói tại trước đó rất lâu, thần giới trên không đột ngột xuất hiện vết nứt, trong cái khe rơi xuống một cái cỗ thi thể. Bộ thi thể kia bao quanh lấy một loại vô cùng mênh mông, to lớn khí tức, uy áp kinh khủng kia để cho tất cả thần giới tu sĩ muốn nằm sấp trên đất. Về sau bộ thi thể kia rơi vào trên cát hải, các hải nước biển nháy mắt liền bị nhuốm thành màu đỏ nhạt. Sau đó cát hải không ngừng thôn vệ xung quanh lục địa, không ngừng khuếch tán. Đến cuối cùng cát hải đem thần giới hóa thành hai lửa, một lửa kia chính là chúng ta hiện tại thần vực, còn lửa còn lại kêu là thần lục." Mà có kỵ lòng rung động không thôi, máu của một cái cỗ thi thể liền đem thần giới nước biển nhuộm đỏ, đây là thi thể gì? Khúc Xu tiếp tục nói: "Cát hải tại nước biển bị nhuốm đỏ về sau càng trở nên rộng lớn vô biên, căn bản không có cạnh góc, mà lại nước biển ngay cả lồng ngỗng đều có thể tung bay không lột. Bất cứ người nào chỉ cần chạy vào cát hải liền sẽ bị cuồng bạo kiểm chế tới chết. Về sau cát hải xanh tự đổi thành tịch diệt hải, ý là tịch diệt hết thảy sinh mệnh." Thanh hải đạo có ý gì? Mạo Kỵ lại hỏi. Khúc Xu giải thích thêm: "Mỗi hơn 10 vạn năm, tịch diệt hải trong nước biển màu đỏ nhạt xuất hiện một cái đầu thông đạo thanh triệt. Hải đạo thanh tịnh này không có bất cứ cái gì nguy hiểm, chẳng những nước biển xanh lam, thuyền hành tàu phía trên cũng không có bất luận cái gì kiểm chế. Nghe đồn cái đầu thông đạo này trực tiếp thông hướng thần lục. Rất nhiều người muốn rời khỏi thần vực tiến về thần lục, có thể từ thanh hải đạo này rời đi." Mã Quốc Kỵ lòng vui mừng vội vàng hỏi: "Lần trước thanh hải đạo xuất hiện là lúc nào?" Khúc Xu không có như thế, mà Quốc Kỵ kinh hỉ thở dài: "Lần trước thanh hải xuất hiện là hơn 9 vạn năm trước. Lần này cũng nhanh, cụ thể là mấy ngàn năm hoặc là mấy trăm năm ta không biết. Đa tạ Khúc Sư Tỷ, ta quyết định tiến về thần lục." "Đúng, những năm này người tiến về thần lục nhiều hay không nhiều, hoặc là thần lục tới nhiều hay không nhiều?" Mạo Kỵ lại nói cảm tạ: "Thần vực không có hắn, nơi sống yên ổn. Hắn không đi thần lục còn có thể chỗ nào đi?" Mặc dù biết Mạo Kỵ chỉ có thể đi thần lục, Khúc Xu anh ấy nói: "Vô số năm qua chỉ biết là tịch diệt hải hai bên là thần vực cùng thần lục cũng có vô số người đi qua, hoặc là bên kia vô số tới. Cho tới giờ không có nghe nói qua có người thần lục tới thần vực, cũng không nghe nói qua có người của thần vực tới thần lục. Rất nhiều người đều nói tịch diệt hải khoảng cách căn bản không phải trăm năm có thể vượt qua." Khúc Xu đang muốn trợ giúp Mạo Kỵ, nàng không biết hẳn là từ đâu giúp. Mạo Kỵ y nguyên cảm tạ nói: "Đa tạ Khúc Sư Tỷ, chúng ta từ biệt." "Chờ một chút." Khúc Xu gọi Mạo Kỵ, nàng lấy ra một cái nhàn nhạt mang theo mùi thơm ngát mặt lạ pháp bảo đưa cho Mạo Kỵ: "Đây là một cái kiện trung phẩm thần khí mặt lạ, liền tặng cho ngươi đi. Người bây giờ tình huống so với ta càng cần nó hơn." "Còn có cái này." Nói xong Mạo Kỵ, Khúc Xu lấy ra chiếc nhẫn đưa cho: "Đây là một cái đầu thượng phẩm thần linh mạch, ta trong này ngẫu nhiên lấy được. Người về sau căn bản cũng không thể đi ra ngoài tìm tài nguyên tu luyện, cái này cũng tặng cho ngươi."